Được rồi nè, mình chưa từng hồi hộp thế này. Làm ơn hai vạch đi mà. Ở đây căng thẳng dã man. Ok, Min đi. Chào chị. Kết quả đây em. Ôi, nhỏ xíu này. Loại rẻ mà. Đây, em cảm ơn. Ôi, khoan, trên này hiện là em có bầu. Khó tin quá, em thật may mắn. Scarlett, mời vào. Em đã sẵn sàng nghe kết quả chưa? Ôi, hai vạch nghĩa là có bầu rồi. Vậy, em đã có thai. Ồ, em cảm ơn. Ok, làm gì mà lâu thế cơ chứ? Jennifer, kết quả, nhanh lên. Nhìn đi này. Dạ, ok, em nhìn đây. Khoan, máy bay đấy à? Nó ghi em có bầu sao? Bất ngờ quá đi mất. Chả có gì, đen quá cơ. Ôi khổ thân, để xem mình còn đồng lẻ nào không. Cho cô này, 100 đô ấy à? Không có chi. Lúc nào rảnh cứ quay lại nhé. Wow, đôi dế lung linh quá. Cho cô chút tiền mua thức ăn này. Cho tôi tất cả luôn à. Nhìn mà xem, tiểu thư giàu có. Ôi, cô ta nhiều tiền hơn hả? Tôi còn đầy tiền để cho nhé. Chắc mình đang mơ rồi. Tưởng ngần nấy là nhiều tiền lắm hả? Đây, cầm đi. Đồ thật luôn. Vâng ạ. Tấm lòng từ bi bao la trên này. Tôi wow. Tôi thấy vàng rồi, tôi sẽ tặng hẳn 3 chiếc iPhone và 1 chiếc laptop. Có thấy không ạ? Đồ điện tử á? Thôi xin. Còn xe hơi mới thì sao nhỉ? Thế mới gọi là cho đi chứ. Xe hơi riêng á? Ôi. Mà chờ một chút. Này, đưa bút bi đây và quay một vòng xem. Chỉ cần một chữ ký và cô đã có được nhà tôi. Đã đủ hào phóng chứ nào. Cầm đi nè. Wow. Ngớ ngẩn rồi đấy. Đừng có nghe cô ta, ký đi. Thôi tôi đi đây. Hẹn gặp sau nhé. Cho tôi xin đi mà. Thôi, tôi mới đổi ý rồi. Không lấy lại được đâu. Chả sao hết. Mà bây giờ cũng không có ai nhìn. Này, cô đã chơi rồi mà. Đứa thời vàng đấy. Nhưng cô kia cho tôi cơ mà. Thì thôi. Người giàu xấu tính ghê. Wow, nhà hàng này đẹp phết. Mẹ con mình sẽ ăn thật ngon nha. À, bồi bàn, cho tôi xem thực đơn với. Cảm ơn, hôm nay mình có tâm trạng ăn món gì nhỉ? Salad hay lạp? Món này ạ. Được ạ. Gì kia? Nước sốt để một bên nhé. Này, ai đó giúp tôi với. Hả? Ôi, xin chào. Của cô đây. Gì? Khoan, thực đơn đây à? Khiếp, mình chỉ đủ tiền mua burger thôi. Món này ạ. Được chứ ạ. Món sẽ lên ngay, chúc ngon miệng. Chà chà, bánh burger nhìn hấp dẫn quá ta. Salad thưa cô. Trông. Thực ra tôi không ăn nữa đâu. Nhưng có vấn đề gì ạ? Tôi chỉ thấy không thích nữa thôi. Mà nhìn chiếc burger kia thì cho tôi giống như cô gái kia. Burger à? Có ngay ạ. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Thôi luôn hả trời. Burger mà quý cô yêu cầu đây ạ. Thế này mới đồng ý của mình nè. Salad đây nhé. Được tiền rồi còn được ăn miễn phí nữa. Chẳng có gì thú vị ở đây cả. Wow, kia là ai? Và sao anh ta cứ lắc lư cái bụng bự của mình vậy? Chắc là do núi thức ăn thơm ngon kia. Ôi, wow. Những chiếc bánh hảo hạng cho bạn. Bạn chọn chiếc nào? Oh yeah. Có mùi dâu tây nè. Không.
ước gì anh ta chọn món mình thích. Hãy nhìn xiên đồ ăn khổng lồ này, vừa ngọt vừa mặn nhé. Oh yeah, khoái khoái chảy nước miếng, giống như mọi cơn thèm của mình đều được cắm vào xiên que khổng lồ vậy. Bạn muốn sao? Vậy hãy gọi ngay. Ôi trời, mình thực sự thèm lắm rồi. Gọi thế nào? Alo? Nghe thấy rồi. Tôi muốn cả hai xiên được không? Giá nào tôi cũng trả. Tôi cần chúng ngay. Ok ok. Cô đã sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu nụ vị giác chưa? Oh yeah, lại đây, nào nào. Oh, xin mời cô. Chúc ngon miệng ạ. Oh yeah. Tiền của anh ở trong đó đấy. Trong này á? Dầu to rồi. Quá trời quá đất. Chìa khóa ô tô. Không đời nào. Thật khó tin mà. Cô thật tuyệt vời. Chuẩn. Hôm nay là ngày tuyệt nhất trong đời tôi. Yeah. Wow, ngon hết rẻ con bà bảy. Từ giờ mình không cần làm việc nữa. Rất vui được giúp. Lúc nào muốn ăn lại gọi tôi nhé. Quá nhỏ. Không thể bắt kịp với cái bụng ngày một lớn. Mình còn gì nữa cơ chứ. Phải làm gì bây giờ đây? Ok, để ra ngoài này tìm xem có gì không. Mình ghét thứ này. Liệu mình có về lại vóc dáng như xưa được không? Sao em lại buồn thế Mindy? Đồ của em bây giờ trần hết rồi. Em mặc vừa mỗi cái váy này mà giống mù. Khoan, anh biết. Sao em không đi mua quần áo nhỉ? Cứ tưởng mình còn chút tiền trong này. Cảm ơn anh đã quan tâm. Anh chu đáo quá. Anh xin lỗi. Khoan, có khi anh giúp được đấy. Em mặc áo khoác này hợp ghê. Cảm ơn kênh. 3 phần bất lực, 1 phần nuông chiều. Chiếc váy yêu thích của mình, nhưng không biết còn đóng khóa nổi không. Bực mình quá đi mất. Mindy, sang đây. Dạ. Bụng chị to quá mặc đồ không nổi. Giúp chị với. Rất hân hạnh ạ. Kẹp cái khóa nhỏ này thôi ạ. Dừng lại. Ngồi xuống. Không thể mặc nữa. Một chiếc váy nữa này. Sao chẳng mặc vừa bộ nào nữa vậy trời. Kéo lên đi. Khoan, để xem nào. Ok, bình tĩnh nào. Chả ích gì. Hít thở đều nào. Chị nhìn cái gì vậy? Chị biết rồi. Đó, váy này vừa với em lắm luôn. Em cảm ơn. Dù sao cũng chỉ là tạm thời thôi. Cầm đi nè. Gì đây? Để mọi người nghĩ là chị, hiểu chưa? Đó, giống như phụ kiện đẹp vậy. Đừng quá khích là được, nhớ chưa? Wow, phải nói là hôm nay nhìn mình rất lộng lẫy. Không sao đâu bé con à. Chào chị. Chào em, mời em vào. Dạ được, em đang cần quần áo mới ạ. Bụng em càng ngày càng to. Tay dài, lấp lánh thì càng tốt. Em phải đặt công thì chị mới làm được. Em quên bé mất. Ối nhầm. Đủ chưa ạ? Hơn cả đủ ấy, ta vào việc thôi. Chị có một số ý tưởng hay ho lắm. Chúng ta tăng tốc lên cả nha nhé. Em thích vải tuyên không? Dạ có, màu này nhìn đẹp quá. Wow. Cưng có thích không nào? Đây. Hoàn hảo luôn nè. Biết em sẽ mê mẩn mà. Nhưng bụng thì có hơi chật đấy. Em mang bầu nhớ chứ. Chị quên xừ mất. Hả? Tôi không có cần chị may đồ cho nữa. Ôi, trong này mình phải có đồ chứ. Vải màu hồng này thì sao? Vải này dùng được đấy chứ. Chỉ cần cẩn thận cắt vài đường. Vậy là váy bà bầu đã có đây rồi. Dễ thương quá phải không? Wow, vậy thì bo thêm thỏi vàng. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
thèm ăn muốn chút luôn. Món này đi. Lại đây. Bé thích bim bim nào nhỉ? Đạp khi bé thấy món bé thích nhé. Đây này, lựa chọn xuất sắc đấy. Tôi sẽ lấy nốt chỗ snack còn lại. Mình cần nghề mới thôi. Đến ngay đây ạ. Trả tiền đi. Dạ vâng. Thẻ bị từ chối rồi. Ủa, thẻ hạng vàng mà. Tôi không quan tâm. Trả tiền đi. Thôi tránh ra đi. Việc gì cũng đến tay tôi hết. Sao lại không được thế nhỉ? Rách việc quá đi mất. Wow, cô định đi đâu thế hả? Tôi chán rồi. Tôi sẽ đi ra xe. Con yêu ơi, con có muốn ăn gì không? Nhìn ngon ghê. Yummy. 30 đô cơ à? Bim bim gì mà đắt thế? Tiền đâu mà mua cơ chứ? Để xem mình có bao nhiêu nào. Không nhiều lắm. Có vẻ lần này chúng ta không mua được bim bim rồi. Nhưng chắc vẫn đủ tiền mua thứ khác. Không, không. Ồ, nước. May là đủ. Đi trả tiền nào. Xin chào, tôi mua chai này. Khoan đã, tôi có cái này cho chị. Xin nhận bó hoa này. Cho tôi ạ, ngọt ngào quá. Và chị là khách hàng may mắn của chúng tôi. Nhìn cô bé kìa, dậy nào. Nhưng con muốn ngủ nữa cơ. Đến giờ đi học rồi. Nè. Ôi trời đất ạ. Dậy đi, dậy mau. Con muốn ngủ cơ. Thức dậy. Sao cô cứ làm phiền con hoài vậy? Đủ rồi. Alo, tôi cần cậu giúp. Dạ vâng, em đến ngay đây. Bắt tay vào việc nào. Tròn như con gió. Và như các em thấy đấy. Có chuyện gì vậy? Mời cô đi theo tôi. Tại vì vé phạt đậu xe hả? Tôi hứa sẽ trả mà. Wow, chuyện lạ đó nhá. Đây, đâu là đây? Có chuyện gì vậy? Tao hồn ào quá vậy, cho tôi ngủ đi mà. Cầm lấy. Cảm ơn vì đã giúp nhé. Luôn sẵn lòng. Anh chàng quyến rũ thật đấy. Và hạt nhân chứa các proton và neutron. Nói muốn xỉu luôn. Mình cứ thèm ăn suốt cả ngày thôi. Ớt đỏ mọng nước và Nutella. Ngon quá xá. Có ai phục vụ không ạ? Nước đây ạ. Chào, tôi cần cô giúp. Tôi chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Cô giúp tôi được không? Không ạ. Tôi hiểu rồi. Không thành vấn đề, cô ấy đâu? Đằng kia kìa. Tôi hiểu rồi. Nhẫn đây, chúc may mắn. Sao mà hồi hộp quá. Lẽ ra mình nên chải tóc. Lược đâu? Không tin có ngày mình ăn thế này. Nhưng mà ngon tuyệt. Chỉ muốn ăn nữa thôi. Ôi không, sô-cô-la dây đầy lên lông thú rồi. Sao mặc được chứ? Kệ, ăn tiếp nào. Lãng mạn như trong phim ấy. Mình sẽ nhét chiếc nhẫn vào bánh kem. What? Bạn nào ấy ta? Trái hay phải? Nhớ là anh ta bảo trái. Bánh của chị đây. Tôi đâu có gọi bánh này. Tin tôi đi, chị sẽ muốn ăn ở đấy. Kinh ơi, xin lỗi anh đến muộn. Không sao, em được tặng bánh nè. Thích ghê, nhìn ngon quá. Ai? Cứ như cắn phải đá ấy. Ôi trời đất, không đời nào. Anh có biết ngạc nhiên chưa? Ok, chúng ổn rồi, đi nào. Không công bằng tí nào. Xin chào bé yêu. Tốt nhất là có nhẫn ở trong này. Thế thôi sao? Này, nhẫn đâu? Tôi đã giấu nhẫn cẩn thận rồi. Thế đâu rồi? Nhẫn? Chả hiểu anh đang nói gì cả. Thật luôn. Mẹ em đã cảnh cáo về anh rồi. Nhưng em yêu. Chờ chút, nhẫn của mình mà. Lộng lẫy quá anh ơi. Vậy chuyện vui là... La 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 la, oh yeah. Tôi là máy dọn dẹp. Vòng mình bừa bộn quá trời. Khoan, nhạc nhẽo đi đâu mất rồi. Có gì đó sai sai.
Chuẩn, đúng thứ mình cần luôn. Khoan, mình đang nghe cái gì ấy nhỉ? Buổi vệ sinh nhà này sắp chán như con rán luôn đây. Sao lúc nào mình cũng khổ thế chứ? Xin lỗi nha bé con. Chờ chút nào, không biết trong hộp này có gì nhỉ? Chắc mình còn tai nghe cũ trong này ý. Chỉ là đồ chơi thôi. Và rất nhiều rác luôn. Phải rửa cái này nè. À ha, đúng thứ mình cần ý. Mình bắt đầu may hơn rồi. Oh yeah, ổn thì áp. Cơ mà, cái này hơi bị bẩn. Phải trang trí lại chút thôi. Và mình có ý tưởng siêu hay. Dùng mấy ẻm gấu bông này nè. Đến lúc sắp tay rồi. Mình sẽ úp gấu bông xuống, rồi tạo một cái lỗ ở đường khâu. Tiếp theo mình sẽ lấy bông ra khỏi gấu, làm một cái lỗ nữa ở phía dưới gấu nữa này. Mở cái lỗ ra thôi. Sau đó dán keo ở hai bên rìa. Mình chỉ cần một đường mỏng à. In ít thôi. Mình sẽ làm tương tự với bên kia. Hoàn hảo rồi. Giờ mình có thể gắn nó vào tai nghe. Mình sẽ gắn một em mỗi bên. Wow, nhìn cứng xỉu. Muốn thử ngay vào luôn á. Thật mừng vì mình nghĩ ra bộ này. Cha-la-la-la-la. Ui. Chào Jen. Ui, tai nghe của cậu xịn thế. Tớ phải có ẻm cho bằng được. Tớ sẽ trả cậu thật nhiều tiền. Wow, thật luôn đó hả? Xin lỗi nha, tớ thích ẻm lắm. Tiền không mua được mọi thứ đâu. Mình chưa từng bị vậy bao giờ. Đừng lo nha, bụng bầu. Mẹ sẽ mua cho cưng tai nghe vàng luôn. Vậy mới sạch chứ. Cha mẹ yêu. Hey, mẹ rửa tóc giúp con được không? Đừng lo con gái, mẹ là nhà tạo mẫu xuất sắc đấy. Ôi con cảm ơn. Dùng dĩa salad làm lược đi. Mẹ đang nghĩ xem có kiểu gì lạ lạ không. Hay búi tóc nhỉ? Đừng đấy ạ. Đứng im nha. Mẹ không muốn làm con bị hói đâu. Mẹ. Có máy hút bụi làm dễ hơn luôn. Con thấy sao nào? Wow, con thích lắm ạ. Mẹ là số 1. Mẹ sẽ làm mọi thứ cho công chúa của mẹ. Bye bye mẹ. Lẽ ra ngày xưa mình phải làm một tiệm thẩm mỹ. Tớ kiểu bố ơi, mua du thuyền đi mà. Gì đẹp hướng 2 giờ. Và cái màu đó. Nhìn kìa. Đúng là đẹp thật đấy. Đẹp xuất sắc luôn đấy. Tớ sẽ mua lại đôi này. Thưa cô, cứ tưởng anh không mua được chứ. Wow, nhìn hợp chân tớ chứ này. Đi đôi này nhìn sang chảnh phết nhở. Chuẩn. Ước gì mình cũng có giày xinh. Đi đôi này 2 năm rồi nhưng chẳng có tiền mua giày cao gót. Nhìn ốp điện thoại kìa. Có phải là pha lê không đó? Tớ cũng phải có. Xong và xong. Cậu làm tớ choáng váng luôn. Cậu đã bao giờ nhìn thấy thứ gì lộng lẫy như này chưa? Đúng màu tớ thích nữa chứ. Ai cũng có thể mơ mà. Mơ à? Đây là hiện thực của tớ. Ta-da. Mềm lắm luôn. Tớ mệt rồi. Bye. Wow, bye cậu. Ba lô kia nhìn dễ thương quá. Xinh thật đấy. Mình cũng muốn đổi ba lô lắm rồi. Còn đồng nào không ta? Có ai ở nhà không? Phụ tâm hết sức. Nghèo rớt mùng tơi. Đồ đà mẹ đấy à? Hôm nay bận tối mắt tới mũi, ngủ thôi. Nào mà khó chịu thế nhỉ? Không, thế này cũng không ổn. Phải làm thế nào mới ngủ ngon được đây? Nghĩ xem nào. À, có cách. Tìm thử trong đây xem có gì dùng được không? Không, chẳng có gì. Toàn là rác thôi. Khoan đã, lốp xe ổn nè. Giờ mình cần lăn nó về nhà. Mãi mới về đến nhà, mình nằm úp bụng xuống đây. Vừa như in luôn. Ngủ ngon nhé con yêu. Gối cứng khiếp, chả thoải mái gì cả. Làm gì đi? Dạ thử gối này đi. Làm tôi có tưởng con chó. Dạ tôi ngớ ngẩn quá, xin lỗi cô ạ. Mẹ không có muốn khó chịu đâu nha. Nào nào. Cái này thì sao ạ? Làm bằng vàng và đính nhiều đá quý ạ. Đúng gu của tôi đấy, nhìn có vẻ đắt đỏ. Chắc ổn nè. Tốt quá rồi thưa cô. Khò khò thôi. Sao mà đau quá vậy trời? Đúng là giờ hơi hết sức.
toàn đá quý sắc nhọn thì sao mà nằm? Sao không bóc được chứ? Tôi chỉ muốn ngủ thôi. Đưa bộ đây. Dù không muốn nhưng đành phải làm thôi. Vẫn không cậy được. Mình phải phá hủy nó. Vậy là sao trời? Đây là lý do tôi thuê người hầu. Sao người cô xấu xổ vậy? Làm sao cho tôi thoải mái đi. Xin lỗi cô ạ. Để tôi thử kiểu này. Đừng cựa quậy. Chà, chuẩn bị đi học nào. Sách đây rồi này, cặp cũng đây rồi. Hả? Sao lại rơi hết vậy? Ôi giời, sách dư mất rồi. Ơ, mẹ ơi. Hay là dùng túi ni lông đó nhỉ? Mèo mó có hơn không? Mẹ ơi, cho con túi đó nhé. Đây à? Con cảm ơn mẹ. Để làm gì chứ? Ok, dùng cái này đựng sách vở vậy. Mong là đựng được hết đồ. Ok, đi học thôi. Bye mẹ. Sao cứ thấy sai sai nhỉ? Dây giấy. Quên mất không buộc. Lỡ ngớ lại ngã như châu ý. Cái túi rác này đẹp phết nhỉ. Mang đi lượm rác cũng tiện. Đó, đi học nào là đi học nào. Túi của mình đâu? Này vẫn ở đây mà. Ủa, không được nào. Này, quay lại đây. Hôm nay sinh nhật mình. Chúc mừng sinh nhật bé con. Cảm ơn bố, phấn khích quá đi mất. Mong là con thích món quà. Wow, bố không đùa chứ. Con được ăn cả cái kẹo mút. Chỉ muốn thử ngay thôi. Con cảm ơn, con thích lắm. Bố đã tìm khắp nơi đấy. Phải đúng cái loại con thích bố mới mua. Đúng gì con thích rồi, sao bố biết ạ? Sunny, đừng. Cẩn thận. Làm gì đi bố ơi. Đây rồi. Chờ chút. Bố có cách này. Nhưng bố cần vài quả bóng bay. Bắt đầu nào. Bố sẽ buộc dây bóng bay xung quanh que cạo mút. Vậy là an toàn rồi. Wow, mình quả là thiên tài. Và đi đi nào. Wow, nhìn hay quá. Cảm ơn bố. Hân hạnh được phục vụ. Con thả ra nó cũng không rơi này. Nó đang lơ lửng. Đi thôi bố ơi, mình đi dạo đi. Đây là sinh nhật tuyệt nhất của con. Xem nè. Bé đang làm gì vậy? Kẹo sẽ quay lại mà. Bye kẹo mút nhé. Bye, chúc thượng lộ bình an. Gian rẻ dạo này xấu quá đi mất. Mình đã chờ để thử mặt nạ đó rõ lâu rồi. Cũng đáng thử mà. Có hũ kem gì kia. Da mình sẽ căng mịn như da em bé. Dễ chịu ghê. Thêm chút nữa nè. Ok là đấy. May quá, nãy trộm được vài miếng dưa chuột của mẹ. Giờ thì ngồi chờ thôi. Chắc được rồi đấy. Da mình sáng bóng lên này. Móng tay nhìn chưa được xinh lắm. Mình muốn sơn móng. Có rồi nè. Mẹ sẽ không biết mình dùng sơn đâu. Ai mà cần sơn móng tay chứ. Tô nào. Màu này xinh xỉu. Không ngờ sơn vẽ lên tay cũng dai gì vào này nọ phết. Thích quá cơ. Mình cũng khéo tay ghê. Lâu lắm rồi mình chưa cạo lông chân. Hay là thử nhổ nhỉ? Chỉ hơi đau chút thôi. Cũng hơi bị lâu đấy. Lần sau mình sẽ wax. Ngủ đã mất quá. Hôm nay là ngày chăm sóc toàn thân à. Alo, đúng, cho tôi làm trọn gói nhé. Lâu lâu cũng phải tận hưởng chứ. Thưa chị. Đây này. Loại này rất tốt đấy ạ. Cứ thư giãn nhé, chúng tôi sẽ chăm sóc cẩn thận. Cảm giác dễ chịu quá. Mình cũng muốn thế này một lần. Giờ em sẽ đắp mặt nạ mất ạ. Rồi mình sẽ xinh. Kiểu móng sang chảnh này hợp em đấy. Cẩn thận chứ. Chị nhỡ tay thôi mà. Gì vậy trời,
Ui á, đã bảo nhỡ tay mà. Dù sao tôi cũng ghét công việc này. Nhớ để ý nha. Ừ, cứ thư giãn đi. Chị sẽ dán miếng wax lên chân nhé. Sẽ chỉ hơi nhức như mỗi chút thôi. Sẵn sàng chưa? Chưa. Xong rồi. Ơ, dễ thế à? Chân em thấy mịn hẳn. Còn chị thì giữ được việc. Của chị đây. Wow, em hào phóng thế. Cảm ơn chị, hẹn chị tháng sau nhé. Làm người giàu đâu dễ. Ngủ đã mất quá cơ. Dương ơi, cảm ơn vì giữ ấm cho chị nhé. Giữ vững trọng tâm nào. Hít sâu và giữ. 29 và 30. Tốt hơn uống cà phê. Tóc mình vẫn vào nếp. Chải răng trắng tinh cho hợp với tóc xinh nào. Kinh quá. Tóc vướng đầy vào bàn chải rồi. Mình còn cái nào khác không ta? Quá ổn. Ủa? Trời ạ, còn chút kem nào không đây? May quá, con này. Ổn đấy. Có gì để ăn sáng không ta? Khát khô cả họng mà. Còn nữa không nhỉ? Không bình thường chút nào. Như này mình làm gì được chứ? Trời lại sáng rồi. Xin chào thế giới. Ủa tôi. Sao mà nhức quá. Đêm qua lạnh quá trời quá đất. Mình đắp bao nhiêu lớp chăn thế này. Ôi trời đất ạ. Cuối cùng cũng hết. Nhiều chăn quá. Ấm thật đó. Đi đánh răng rửa mặt vậy. Tự dưng muốn làm tóc ghê. Mình sẽ xếp lịch. Hôm nay tự nhiên thấy đồng bóng. Hay là thôi. Chọn bàn chải mà cũng khó nữa. Chuẩn rồi. Bàn chải đánh răng thần kỳ. Sáng lấp lánh nhìn thấy mê. Cho răng trắng như ngọc nào. Lấp lánh lấp lánh. Thêm kem đánh răng nữa nào. Muốn cả kem màu xanh nữa cơ. Ok, thêm màu nhìn đẹp mắt ghê. Và lớp cuối cùng, kem đánh răng hương quế cho miệng thơm thơ. Phải thế chứ. Máy pha cà phê đang vẫy gọi mình. Làm một tách nào. Ngon hơn cà phê ở tiệm nữa. Và chẳng phải chờ đợi. Chào buổi sáng tôi ơi. Bạn có ước mình có đầu bếp và thợ may riêng không? Bạn sẽ muốn gì nếu biết mình có bầu? Hãy cho chúng tôi biết bên dưới và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè nhé!